Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Khói và Cuộc Sống Ở Nhật. Các bạn ơi, hôm nay thì ngoài trời tuyết rơi dày quá nên mình ở nhà mình làm món vịt xào chua ngọt các bạn ạ. Đây này, tuyết rơi dày lắm này các bạn này. Hôm nay thì tuyết rơi khá là dày và rất là lạnh. Đây. Để các bạn xem. Lạnh lắm các bạn ạ. Các bạn ơi, vịt thì mình đã chặt xong rồi các bạn ạ. Đây, mình đã chặt chặt thành miếng rồi. Bây giờ mình sẽ đi ướp vịt các bạn nhá. Đây, mình cho mắm này. Mình cho muối này. Cho hạt nêm này. Hành mình băm sẵn rồi các bạn ạ. Đây mình cho thêm hành này. Chút tỏi. Giờ mình sẽ ướp vịt trong nửa tiếng các bạn ạ. Đây mình trộn đều lên. Xong là mình để cho nó ngấm gia vị. Nửa tiếng sau thì mình sẽ đi rán các bạn ạ. Đây các bạn ơi, vậy vịt mình đã ướp được nửa tiếng rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi rán nhá. Bây giờ mình sẽ cho đường vào các bạn ạ, mình sẽ cho 2 thìa đường. Thìa của mình ngọt chút nhé. Giấm. Thế mình vừa cho hơn 2 thìa đường các bạn ạ. Thế lại cho thêm một chút giấm nữa. Đấy các bạn ơi, vậy là món sườn món vịt xào chua ngọt. Vịt xào chua ngọt của mình đã xong rồi đấy các bạn ạ. Món vịt chua ngọt của mình đây này các bạn này. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhá.
rất là thơm các bạn ạ. Hôm nay thì thời tiết ngoài trời khá là lạnh và tuyết rơi thì rất là nhiều. Nay là mình dự định là đi ra ngay đằng sau nhà mình đi ngắm hoa anh đào các bạn ạ. Nhưng mà lại tuyết rơi rơi quá lại không đi được. Các bạn ơi, món vịt xào chua ngọt của mình đã xong rồi đấy các bạn ạ. Nào, hôm nay thời tiết khá là lạnh nhưng mà tuyết rơi cũng khá là dày. Mình nghĩ là món này của mình chắc là rất tốn cơm và là tốn tốn bia đấy. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy like và đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.